Cái câu chuyện đi đòi lại công bằng công lý cũng giống như là đòi lại cái căn nhà do ông bà để lại cho em Vũ đó quý vị. Hiện tại bây giờ nó đã có rất là nhiều cái sự tiến triển. Mới vừa đây thì có một cái thông tin nóng hổi từ phía bên của chú Ngọc đã chia sẻ lên cho tất cả mọi người an tâm. Đó chính là qua những cái cuộc làm việc với phía bên cơ quan chính quyền cũng giống như là làm việc với phía bên luật sư, và theo như những cái sự tìm hiểu của phía bên luật sư đó quý vị, thì cái số chứng minh nhân dân của em Vũ không có bất kỳ một cái sự giao dịch nào về cái vấn đề trao đổi mua bán nhà đất đất đai gì cả. Và điều đặc biệt hơn nữa là cái căn nhà của em Vũ đó quý vị, do ông của em Vũ đã viết di chúc để lại cho em Vũ á, thì nó thuộc cái quyền sở hữu của em Vũ, và ông của em Vũ cũng chưa bao giờ ký giấy tờ để mà mua bán trao đổi với bất kỳ một ai. Và theo như những cái sự chia sẻ của chú Ngọc đó quý vị, cái khả năng lớn lý do vì sao và tại sao ông của em Vũ chớ hề trao đổi giao dịch hay là chuyển nhượng sang cho cái ả bà cô hờ kia, nhưng mà ả bà cô hờ kia vẫn ngang nhiên để mà trao đổi buôn bán cái căn nhà do chính ông của em Vũ để lại cho em Vũ. Thì nó có những cái trường hợp sau này quý vị. Thứ nhất là mua bán theo cái hình thức được gọi là viết tay đó quý vị, kiểu giống như là không có giấy tờ hợp lệ hợp thức gì cả, nói chung là chỉ viết tay thôi. Còn thứ hai á, có cái khả năng rất là lớn á, ả này đã giả làm giấy tờ. Cho nên rằng là hiện tại bây giờ nếu như cái câu chuyện này nó được phát giác á, thì quý vị thử nghĩ coi cái vấn đề mà ả bà cô hờ này được tống cổ, gô cổ vào trại hay là cho tay vào còng, nó là sớm hay muộn thôi quý vị. Và chú Ngọc cũng đã chia sẻ thêm là chú Ngọc đã thay mặt cho Vũ để viết hai cái lá đơn. Thứ nhất là cái đơn tố cáo gửi đến cho các bác áo xanh ở quận 12, và một cái lá đơn nữa viết để gửi cho báo đài ở quận 12 để mà có thể là giúp một phần nào đó cho em Vũ đòi lại cái công bằng của bản thân mình. Và theo như những cái thông tin đó, sáng ngày hôm nay nè quý vị, em Vũ sẽ tiếp tục cái cuộc hành trình đi đòi lại nhà của mình, và em ấy sẽ làm việc với các chú áo xanh cũng giống như là phía bên tòa, người ta sẽ về và hướng dẫn tận tình cho em cái vấn đề để có thể là khởi kiện cái vụ án này. Và quý vị biết không, đây không phải là một cái vụ án để có thể là hòa giải hay là dân sự hay gì này nọ các kiểu nữa, cũng không phải rằng là để đối chất hòa giải với cái ả bà cô hờ hay là phía bên chủ nhà hiện tại, mà chúng ta đều thấy rất là rõ ràng, cho dù là chủ nhà hiện tại đi chăng nữa thì phía bên chánh quyền người ta cũng đã nói là không có được trao đổi mua bán nhà cho đến tại thời điểm bây giờ, và cũng không cho bất kỳ một ai đi ra khỏi địa phương cư trú quý vị. Cho nên rằng là mọi người cứ yên tâm, bản thân của em Vũ ngày xưa đó là khờ và còn nhỏ tuổi, cho nên rằng là bị người này người khác lừa lọc, nhất là cái ả bà cô hờ kia lừa một cái cách được gọi là trắng trợn quý vị. Nhưng mà đến tại thời điểm bây giờ thì những cái gì mà em Vũ đã từng nói và khẳng định nó là đúng hoàn toàn với sự thật đó quý vị, thì đến bây giờ chúng ta đã thấy vô cùng là rõ ràng là nó đúng với tất cả những gì mà em Vũ đã từng khẳng định, là nhà cửa của em ấy là hợp pháp và em ấy là cái người chủ hiện tại, nhưng em ấy lại bị tống cổ ra khỏi nhà bởi vì cái ả bà cô hờ kia phải lang thang lang bạt ngủ ở ngoài đường. Thì quý vị thử nghĩ coi rằng là em Vũ có hòa giải được không ạ? À? Tất nhiên rằng là phía bên chánh quyền á, người ta sẽ cho em Vũ viết những cái lá đơn được gọi là cam kết để em Vũ không được đến để mà có thể là trêu băng rôn hay là thế này thế kia với phía bên chủ nhà hiện tại. Và phía bên chủ nhà hiện tại cũng phải cam kết lại quý vị là không được đi khỏi nơi cư trú. Và nói chung là nếu như các bác áo xanh mà mời lên á, bất kỳ giờ nào
ngày nào á thì cũng phải trình diện quý vị. Và theo như tất cả những cái chia sẻ từ phía bên chú Ngọc á, thì cái câu chuyện này không thể nào mà hòa giải được quý vị, cũng không thể nào mà ngồi lại để mà nói chuyện được. Tất nhiên rằng là phía bên chánh quyền á, người ta sẽ có những cái yêu cầu về phía của em Vũ, cũng giống như là phía bên chủ nhà, là phải cam kết không được trơ băng rôn hay là đến nhà để mà gây rối trật tự tự công cộng, đúng không quý vị? Thì cái điều đó là nó dễ hiểu thôi. Còn cái vấn đề của chủ nhà là khi nào mà chánh quyền người ta mời đó thì phải hợp tác làm việc, không được trốn tránh. Người ta mời giờ nào thì phải đi đến giờ đó và không có được đi khỏi địa phương cư trú quý vị. Và ả bà cô hờ kia cũng vậy thôi, không được đi khỏi nơi cư trú để mà hợp tác với phía bên cơ quan chánh quyền làm việc. Cho nên mọi người cũng vô cùng cảm thấy hài lòng với những cái bước đầu khi mà em Vũ đi, nó đều là suôn sẻ quý vị. Biết rằng là cái câu chuyện này nó không thể nào là một sớm một chiều, nhưng mà ít ra rằng là chúng ta thấy những điều mà em Vũ đã từng nói, từng khẳng định, lẽ mấy nói đúng hoàn toàn với sự thật, thì cho đến tại thời điểm bây giờ, những điều mà em Vũ nói nó đều là đúng hết nha quý vị. Còn phía bên chủ nhà mới với em Vũ hay là bà cô hờ kia với em Vũ thì không có cái điệp khúc được gọi là hòa giải nữa, mà cứ đúng luật là làm thôi quý vị. Vì em Vũ bây giờ là cái người được tạm thời khẳng định rằng là chủ nhân của căn nhà đó quý vị. Mà em Vũ cũng đã từng cùng với lại chú Ngọc đi đến nhà của mình 5 lần 7 lượt để năn nỉ cái người chủ nhà mới này có thể là hợp tác với mình một tí để mà nói chuyện theo một cái cách được gọi là tình cảm, nhưng mà họ không chịu, họ vẫn cố bảo thủ. Thì bây giờ đâu cần nói gì đâu quý vị, nếu như mà sau này mà xét hết tất cả những cái khía cạnh và trả lại cái căn nhà cho em Vũ thì cũng đừng nói lý do vì sao và tại sao mình lại mất tiền mất nhà nha. Lúc đó là chỉ có đi đòi ả bà cô hờ thôi, mà cái ả bà cô hờ lúc đó thì quý vị cũng biết rồi, bị đưa đi ủ tờ rồi chứ đừng nói gì mà đi đòi. Chung quy tóm lại đó quý vị, thì cái vấn đề này không thể nào mà hòa giải được. Ví dụ như ngay từ lúc ban đầu muốn hòa giải hay là nói chuyện tình cảm đó quý vị, thì họ đã cố để mà hợp tác cùng với lại em Vũ đưa cái câu chuyện này nó sớm ra ánh sáng. Mình nhờ chánh quyền người ta vào cuộc, người ta làm việc, bởi vì hai bên đều là những cái người bị hại. Nhưng mà họ lại không muốn hợp tác cùng với lại em Vũ, vẫn cố trốn tránh trách nhiệm, cũng giống như là chối bỏ và xua đuổi em Vũ. Thì cho đến tại thời điểm bây giờ họ bị ả bà cô hờ kia lừa lọc để mà bán nhà không hợp pháp đi chăng nữa, thì cái vấn đề này nó cũng chả ảnh hưởng gì đến em Vũ quý vị. Tiền của mình, tài sản của mình không biết giữ thì tất nhiên rằng là cũng đừng có nói gì đến em Vũ hay là trách móc gì em Vũ cả. Và thực tế để mà nói đó quý vị, thì sau những cái cuộc hành trình đi đòi lại cái công bằng của mình, thì em Vũ cho đến tại thời điểm bây giờ đã có những cái sự tiến triển vượt bậc. Và đương nhiên rằng là cái sự khó khăn hiện tại bây giờ của em Vũ đó quý vị, nó không phải là thiếu thốn cái tình cảm hay là em ấy cần có được cái chỗ dựa. Em ấy đã có đầy đủ tất cả cái sự yêu thương của tất cả mọi người, cũng giống như là cái chỗ dựa về mặt tinh thần. Nhưng bản thân của em ấy cũng giống như là chú Ngọc lại thiếu kinh phí nha quý vị, kinh phí để theo đuổi cái vụ kiện này. Và cũng chỉ mong rằng là nhiều quý mạnh thường quân trong và ngoài nước, nếu như mà xem được những cái đoạn video, những cái cuộc trò chuyện của em Vũ cũng giống như là chú Ngọc, thì có thể là góp một phần nào đó để giúp đỡ cho em Vũ đi đòi lại cái công bằng công lý của mình. Biết được rằng là cái con đường này nó vô cùng là gian nan, nhưng mà ít ra chúng ta thấy rõ em Vũ là một người vô cùng là thật thà. Nói cái gì là em ấy cũng nói bằng tình cảm, cũng giống như là tất cả những gì nó hoàn toàn là sự thật nha quý vị. Cho nên rằng là một cái người chân chất giống như em Vũ xứng đáng để được yêu thương, xứng đáng để có được tất cả những cái tình cảm của mọi người, cũng giống như là cái sự giúp sức từ tất cả quý vị khán giả, quý vị cộng đồng mạng, để em ấy có thể là có một cái nguồn động lực to lớn đòi lại cái căn nhà do
ông bà cha mẹ để lại cho em. Ok, cái đoạn video này của Quýnh Nhà thì xin kết thúc tại đây. Mến chúc mọi người luôn dồi dào sức khỏe, và nếu thích cái đoạn video này của Quýnh Nhà thì các bạn có thể like, share, subscribe để ủng hộ cho cái kênh của Quýnh Nhà nhé. Mến chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những đoạn video tiếp theo ạ. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại ạ.